Đây chính là ba cái thớt 40 mà mình đang chuẩn bị gửi đi. Thế thì gửi đi thì chỉ có hai cái thôi. Một cái là mình sẽ gửi đi Phú Thọ và một cái thì mình sẽ gửi đi Đắk Lắk. Có thể là cái này mình sẽ gửi đi Phú Thọ. Một lát nữa thì mình, vì buổi sáng mình có nói với anh ấy mà cái phần này là nó có hơi có một tí rác. Nói chính xác ra là thực ra cái này, cái cây gỗ này nó thực sự rất là già rồi. Cho nên là cái phần này nó không có quá ảnh hưởng, nó chỉ lạc màu đi thôi. Nó rất là chắc. Mọi người có thể nhìn thấy cái đường vân của nó rất bé. Đường vân cực kỳ bé và xít. Đây. Đường vân nó cực kỳ bé và xít. Cái cây gỗ này rất là già. Và hai nữa là cái vòng của nó mọi người có thể để thấy thấy. Nếu mà bình thường, một cái cây gỗ bình thường thì nó sẽ vòng theo kiểu nhà này. Đây. Vòng theo kiểu này, nhưng mà đây nó vòng hẳn to ra đây, vòng thẳng ở đây, còn bình thường nó sẽ vòng theo kiểu này, là những cái cây bé, còn như đây là một cái cây rất là to, cho nên là nó sẽ vòng thẳng, cái đường vân của nó sẽ thẳng, nó gần như là nó chạy theo kiểu ngang cái thớt này, thì cái cây này là cây rất là to. Đấy, thì ở cái này nó hơi bị một cái nhược điểm thì anh ấy đồng ý nên là mình mới gửi. Đấy. Thế thì một cái mình sẽ gửi đi Đắk Lắk. Đắk Lắk thì ở đây có hai cái này, thì một cái này nó mỏng hơn, cái này thì dày hơn. Đấy. Cái này thì vân nó xéo, nhiều người thì không thích vân xéo, nghĩa là cái phần này là cái phần gốc nó gần với rễ, cho nên là cái vân nó không được thẳng. Nhưng mà cái thớt này là một cái thớt rất già và rất tốt. Đây. Nếu mà anh chị em nào hiểu ấy, thì nó dùng cái này rất là tốt. Đây mình sẽ quay thể cái phần viền cho mọi người xem. Đấy. Tuy là nó có cái phần tu bóng đấy nhưng mà mình vẫn có thể nhìn rõ là nó có nứt hay không. Đấy. Mình quay tròn một vòng cho mọi người xem. Hoàn toàn rất là ok. Đấy. Một cái thớt gần cái gần gốc và vân xéo. Vân xéo là vân nó không đều đấy. Không đều giống kiểu này. Kiểu này nó chạy thẳng luôn. Các cái đường vân nó đều nhau. Nhưng mà cái này thì không. Tại vì nó gần gốc quá. Gần gốc gần rễ. Thành ra nó hơi xéo. Còn đây là một cái thớt cũng 40, cái độ mỏng hơn hai cái thớt nãy. Thì đây nó không gần quá gốc. Đây, hai mặt này. Phần viền này. Cái này thì chỉ khoảng dày 5 thôi. Còn hai cái kia dày khoảng 5 rưỡi đến 6. Mình quay kỹ cái viền cho các bạn. Lát nữa thì mình sẽ đóng, mình gửi, mình đóng trong một cái như thế này. Đây. Đấy. 550.000 đồng một cái. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0947010585 và mình sẽ gửi hàng, ví dụ trong miền Nam thì đến ngày 20 là mình sẽ chốt không gửi miền Nam nữa, và cái miền Bắc thì mình sẽ gửi đến ngày 23. Ok, cảm ơn các anh chị cô chú. Mọi người có thể liên hệ mình qua số 0947010585 hoặc là nhắn tin theo cũng số 0947010585. Cảm ơn mọi người.